công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô. Trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm, hệ thống hút bụi trong hệ cân đóng bao. Đây là một phần quan trọng trong quá trình sản xuất của một nhà máy. Hệ thống hút bụi được thiết kế để thu gom bụi từ 3 cân đóng bao về cụm túi lọc bụi để giảm lượng bụi phát sinh trong nhà máy, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh, tăng năng suất lao động và bảo vệ thiết bị. Tại silo lọc bụi, thông qua các tuyến rũ bên trên, các luồng không khí sạch được thoát ra bên ngoài, bụi bẩn được giữ lại và thả xuống các bao chứa bên dưới. Các van khóa bên dưới silo giúp ngăn không khí thoát ra bên ngoài. Hệ thống hút bụi sẽ giúp loại bỏ bụi khỏi các thiết bị trong hệ thống cân đóng bao. Điều này giúp các thiết bị hoạt động ổn định, giảm thiểu các sự cố hư hỏng, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ của các thiết bị. Chúng tôi cam kết sẽ đưa ra cho quý khách hàng những tư vấn tối ưu nhất để có thể đạt được mục đích mong muốn với mức giá thành tốt nhất. Ứng với từng mô hình công trình khác nhau, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp phù hợp để giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và đạt được hiệu quả cao nhất. Với kinh nghiệm và chuyên môn của đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực thu gom bụi. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.